chào mọi người nha. Nay mình lại cập nhật lại cái vườn của mình. Thì sau một thời gian mình chuẩn bị thì mình đã làm được những cái điều này. Thứ nhất là mình đang chuẩn bị lắp cái hệ thống phun thuốc từ sâu với lại tưới tự động, toàn bộ tự động hóa hết nha. Sau này là mình không có dùng tay chân gì nữa. Thì đây là cái đường của mình mới ủi đây. Đây là cái đường mương để mà mình chôn ống. Thì gồm là một cái ống cái 60. Đây, rẫy mình quá dài, rẫy mình 230 m, cho nên mình phải chia làm 3 lô tưới. Thì mỗi lô tưới cho khoảng hơn 60 gốc. Đó. Thì ba lô tưới thì mình chìm hai đường ống đi lên, nó nặng nước cho nên mình phải chia đường nước ra. Một cái đi thẳng lên trên cùng luôn, một cái đi tới 2/3 rẫy. Còn cái đường ống nhỏ này là cái đường ống phun thuốc sâu. Hai ống 60, một ống 42. Đây là vườn của mình là khoảng xài hơn 200 gốc ha. Thì mình xài ống cái là ống 60, còn ống phun thuốc sâu là ống 42. Còn cái ống này là ống tưới nhỏ giọt để mình kẹp bên hàng ranh này nè. Kẹp hàng ranh này mình sẽ trồng trang một cốt để cho đẹp cái đường. Thì đây là cái đường ống nhỏ giọt, là mình sẽ gắn cái bét tưới nhỏ giọt là ống 34 ha. Thì khi đó là mình sẽ chia qua những cái bờ lô đi ngang rải hết. Đây là những cái thiết kế của vườn mình ha. Còn đằng sau dự qua cái nhà kia là cái bộ điều khiển trung tâm ở giữa rẫy. Bộ điều khiển trung tâm nó nằm ở dưới qua cái cây dừa kia. Là bộ điều khiển trung tâm, là mình sẽ gắn cái bể ở đó ở giữa rẫy. Mình chia rẫy làm đôi ra, làm hai phần. Một phần lên trên, phần tính giữa là chia làm ba đường tưới. Đó, do cái rẫy dài 230 m và hình chữ nhật. Nên mình đi đường ống là cặp cái đường lô luôn. Đường này cũng mình cũng mới ủi đây ha. Nhà mình này, đây là nhà kho của mình. Thì đây là đường ống tưới. Thì cái dây giống này là cái cây giống mình đã mua về cách đây một tháng, mình quay lại nè. Mọi người thấy mình mua sớm về mà mình cho nó gian nắng gần một tháng. Khi mà mua giống á, mọi người thường á, là như một á, về á, là trồng liền luôn nha. Có nghĩa là vừa lấy giống về là mình chuẩn bị đất cát đầy đủ, là mình moi bầu ra mình trồng liền luôn cho nó không bị động rễ. Thứ hai nữa là mình, nếu như mình không có trồng liền á, thì mình phải rộng lại khoảng một tháng. Này, cái mấy cây Musangkin của mình là rộng được, phơi nắng được đúng một tháng này. Này nó cũng có bọ xòe này, con bọ xòe này ghê lắm nè. Bọ xòe này, bọ cánh cứng này cắn hư cây hết. Em mình nuôi cái cây này lại một tháng nè. Bắt đầu đúng một tháng sau là cái bầu này. Đây là cái bầu đất của mình ha. Mình mua bầu đất mà mình phơi nắng được một tháng thì cái lá nó xuống lá như thế này. Nhưng mà cái cây của mình nó rất là cứng. Thì khi mà mình mới lấy về, mình đừng có gian nắng ra liền. Gian nắng liền là không có chịu nổi đâu. Mình phải lấy một cái bạt đen á, mình che phủ bên trên trên cái đầu trụ khoảng 2 tuần. Khi nó quen với lại cái chỗ rộng của mình rồi á, thì bắt đầu mình mới bỏ cái lưới ra và mình tưới đều, 2 ngày tưới một lần. Đó. Thì cái cây của mình bắt đầu nó xuống lá nè, cái lá của mình nó nhỏ nè, thì khi đó cái ngọn này nó sẽ cứng cáp nè, khi mình trồng xuống nó không bị quằn ngọn. Này, gian nắng cái cây giống ha. Đây là cái đám trang của mình đây, mình rộng từ trước Tết. Đó, nhiều cây như cái phần này là được che nhiều nên nó xanh hơn nè. Cái phần này rộng nhiều là nó, phần này rộng nhiều là nó vàng hơn nè. Mình có một số mình bấm một cốt, bây giờ cũng đã tương đối đẹp nè. Đây. Đây mình trồng nhiều loại cây độc lạ lắm nè. Đây hoa hồng. Rồi nho thân gỗ. Cherry, cây thần kỳ. Cái này cây thần kỳ. Cây này cái gì quên mất tên nè. Cây này cây lê hả? Vú sữa Mika. Hồng thân gỗ. Cây này cây tắc thái. Tắc thái nè, trái ngọt lắm nha.
Rồi hoa hồng. Cây này là cây nho thân gỗ. Cây này là cây nhãn tím. Còn cây này là cây xoài. Xoài cát Hòa Lộc. Cây này là cây dâu dâu xanh. Cây mận tam hoa. Khi mà mình trồng trong cái vườn ươm của mình á, khi mình rộng ra một số cây nó rễ yếu á, rễ yếu nó sẽ biểu hiện như mình thấy luôn, là cái cây mình lọc bỏ nó luôn, là mình lựa chọn giống luôn. Mấy cây này yếu yếu rễ là nó sẽ rớt lá ra, thì khi đó là mình bỏ nó luôn, đừng có tiếc những cái rễ đó, rễ sống giả. Còn cây này mình rộng một tháng rồi mà cái lá nó vẫn sừng sừng như thế này, mà vẫn xanh như thế này, là cái vàng này mai mốt mà xuống dưới đất gặp bắt phân cái là nó lớn chịu không nổi đâu mọi người ơi. Đây là cây cherry, cherry Nam Mỹ. Đây là trang mình bấm một cốt nè. Nè, trang bấm một cốt ha. Cái vàng giống này mình mua cũng chắc hơn 50 triệu ạ. Nhiều loại cây lắm. Rồi, đây nè, mấy cây hoa hồng mới cắt bỏ. Trang Mỹ một cốt. Trang hồng ha. Riêng cái cây giống cây trồng bây giờ mà cây kiển người ta rất là chuộng cái dòng một cốt là một thân á. Đó. Cây này là mình mua 600 ngàn nè. Hai cây thấy 1,2 triệu chưa? Nè, mớ mai trang mình bấm ra một cốt nè. Đó, trang một cốt ha. Thì khi đó mình sẽ lên trang một cốt này rất là đẹp. Nó độc lạ nữa mà, nhưng nó đẹp mà sau này nó xòe ra. Những bấm nó lên nữa nè, quá trời lên luôn. Thì cái cặp hàng, cái đường mình sẽ làm trang một cốt. Đây là hai cây chuông. Chuông vàng ha. Có cả chuông vàng và chuông hồng. Chuông vàng và chuông hồng. Đây là cái cây cây này là cây thơm thơm là cái gì ta? Cây rừng. Cây rừng mà cây này là cây này, tạm thời tự nhiên thấy quên rồi là cây xá xị, đúng rồi. Đó là cây xá xị đó. Thì này là mít 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 này là mít tố nữ. Còn sầu riêng mình đang trồng là sầu riêng Musangkin nha. Cỡ vài năm nữa là mình có sầu riêng chín rụng luôn. Hiện tại thì mình vẫn còn sót một vài cây sầu riêng mà chủ yếu là ri 6 với lại Thái Lan. Đây là trang cái trang trang lùm mình làm hàng rào. Trang lùm làm hàng rào, bấm ra một cốt được nha mọi người. Bấm ra một cốt xong là nó ra như cái cây trang một cốt bên kia á. Còn bên này là mai uống rễ. Mai mai đã uống rễ rồi đây. Người ta muốn rễ sẵn cho mình rồi đó. Giờ mình bấm cho nó lên nè. Hôm bữa mình bấm cho nó lên nè. Bấm nó lên nè. Đó. Là mai uống rễ. Thì theo thiết kế cái vườn mình đó, thì mình sẽ trồng một hàng trang và một hàng mai mai uống rễ. Trang một cốt và mai uống rễ. Phía trên đây là mình làm những cái đường đường lô này rồi. Mình đã ủi săn bằng hết rồi ha. Móc gốc hết rồi. Trước đó là vườn tiêu bề bộn mà giờ mình đã mất hết rồi. Thì đây là những cái hố mình đã lót phân chuồng đầy đủ rồi đây. Đó. Lót phân chuồng vệ sinh. Là nó nằm dưới đất hết rồi đó. Khoảng 5 bao phân bò, 1 bao phân vi sinh natural. Đây là mấy cây sầu riêng của mình. Năm nay hệ thống tưới phá banh chành nên không tưới được. Nó khô. Cây sầu riêng này năm nay cũng không tưới được hộp nào luôn. Vừa rồi mấy cái trái này mình giật bỏ hết nha. Tại vì không tưới được nên mình không để nhiều trái. Mới giật xong á. Cây này nó đậu quá trời đậu luôn, nó si nó đậu. Giờ chừa lại một số. Tính ra là sầu riêng là dễ làm mọi người. Đừng có để cho nó đi ngọn. Là cái cây nó ít đào thải lắm. Cái cây của mình thì mình năm nay cũng có bón phân được đâu. Đó, thì bắt đầu là
Trong đây là những cái hố này là mình đã lót sẵn những cái bao phân chuồng rồi, còn sót một bao vi sinh nè, mưa xuống mới xả ra được. Thì khi đó là đây là những cái hố mình đã bên phía này mình chưa vun đất. Đây nè, phân chuồng mình đã ủ hoai nè, không phải ủ hoai mà mình đảo chung với lại với đất mình trộn luôn luôn, phân bò nè. Đó là mình cho mấy múc mình đảo luôn. Là hiện tại là một tháng rồi cho nên nó nằm trên đất là nó đã hoai hết rồi. Lượng vi sinh trong đất cũng rất là nhiều. Đó, cây mình nó tốt quá, đất mình nó mới tốt quá. Mới mưa nhẹ một cái nó lên cỏ đầy vậy. Mọi người nên ưu tiên giữ cỏ này nha. Cỏ này nè. Đây là cỏ cất lợn, cỏ hôi này rất là tốt. Vườn mình có cái cỏ này không cần phải làm cỏ luôn. Nhưng mình làm cỏ mình không có cho làm đám này, mình chỉ làm cỏ lá dài thôi. Hoặc là để cho nó ra bông thì mới làm, để sau này cái vườn mình nó lên mình không phải quản lý cỏ. Cái cây mai này mình mới bấm để cho nó lên lại này ha. Giờ nó xòe tàn này ha, nó xoay tán này ha. Mọi người thấy mai xoay tán không? Xoay nè, xoay nè, xoay nè, xoay đều hết nè. Nói khi nào nó chỗ nào nó bỏ tay xoay là mình sẽ bấm đi cho nó xoay nữa. Là cái trang mình đó là nguyên tắc nó từ 20 tới 25 phân là phải có cái chi. Chi đầu tiên này nó xoay chi như vậy là cây rất là đẹp nha. Mình chơi chơi mai thì mình chơi mai theo kiểu là mai tàn chứ không có mai thế gì hết á. Mai tàn là phải chi nó phải đều là đẹp. Đều và nguyên tắc là 20 phân phải có chi. Đó. Đây là cỏ. Thì những cái đống này bắt đầu là mình vung lên như thế này đây. Mình vung lên như thế này mình đã lót như mọi người thấy nè, cái màu đen đen này là vi sinh nitro nè. Mình đã lót trên cái đống ủ như thế này. Giờ mình cho anh em mình sang lại cái ủ này cho nó tròn đẹp một tí xíu nữa. Đây là cơ giới thôi, chưa dùng thủ công. Mình thủ công vô là mình cho anh em vung lên cái đống như thế này. Và đó là khi đó là mình muốn trồng á, mình chỉ lấy tay á, mình moi vậy ha. Đó có thật xốp, mình lấy tay mình moi. Moi và mình trồng đất á, cái bầu ngang cái mặt cái ủ này là đẹp được. Sau này là cái đế nó sẽ lồi lên trên mặt đất rất là đẹp. Đây nè, những cái lượng phân mình lót ở trong đất này ha, nằm sẵn trong đất hết rồi. Nên những người mà đi theo những cái quy trình của mình á, là chuẩn bị sớm á, xử lý hố ủ từ sớm, từ trong mùa khô á, thì tới đầu mùa mưa này trồng cây rất là khỏe. Còn bây giờ bắt đầu mọi người mới thấy mưa chuẩn bị nó xuống rồi, bắt đầu mới đi xử lý hố là không kịp. Mà cái lượng phân lót mình xuống dưới á, nó cũng không có được hoai mục, với lại nó không có được hà hơi á, nó nóng rất là dễ bị cháy rễ. Còn bây giờ hiện tại mình chỉ cần trồng á, mọi người thấy mình chỉ moi một cái ra mình để xuống mình trồng. Sau đó mình chỉ cần việc lấy cái tưới dưỡng rễ thôi là lớn ào ào. Nó khác nhau với việc là mình khi đó mình đã chuẩn bị từ đầu. So với lại những cái vườn mà bây giờ mới xử lý thì hơi trễ. Giờ xử lý là còn tương đối kịp nè. Nên mình nếu mà xử lý hố được phải xử lý trong cái mùa khô. Thì khi đó vô mùa mưa là bắt đầu mình trồng rất là nhàn. Giờ mình chỉ có đợi lắp cái bể nữa, với lại đi đường ống đàng hoàng lại là mình bắt đầu mình trồng thôi. Có suy nghĩ gì đâu. Thì khi trồng á, mọi người chịu chú ý một cái thứ này nữa nè, là lót một ít lăng nung chảy với lại thuốc tiến trùng nhận hạt. Và ngoài ra tưới thêm cái men vi sinh BT Blood á, lên trên cái ống những cái ụ này nè, để cho những cái loại phân chuồng này nè, lỡ mà nó chưa hoai á thì nó hoai. Nè, phân của mình mua nè, phân chuồng phân bò mình mua thấy tốt không? Này một hố này mình dứt 5 bao đó. Nếu mà có điều kiện á, thực sự mà như mình đầu tư cũng hơi nhiều, nhưng mà nếu mà có điều kiện mình dứt 8 tới 10 bao. Trước sau thì cũng bón cho tốt đất luôn. Nha. Bây giờ này là bắt đầu mình xử lý xong hết rồi, bắt đầu là mình chỉ việc trồng thôi. Mình sẽ quay lại từng bước để mình vườn của mình. Nè, xung quanh hàng ranh là hàng mít nè. Ông anh đây là rẫy của hàng xóm rồi. Xóm này nó hồi xưa rẫy mình trồng tiêu như vậy, mà giờ trồng tiêu thì thấy không có công lao động nên mình mới bỏ xong. Trước đây mới mấy bữa trước mình quay vườn tiêu còn đẹp lắm chứ.
giờ là quyết tâm là mình trồng tay cây ăn trái. Đây xung quanh thằng ranh mình cũng có trồng một vài cây bơ nè. Bơ này là bơ không tên. Bơ không tên. Nếu mà ở cái khu vực như là Đồng Nai, Long Khánh hoặc những vùng Bình Phước, những cái vùng khí hậu nóng thì mọi người nên trồng hai giống bơ. Một là bơ không tên, hai là bơ năm lóng. Tại vì giống nó hợp với lại những khí hậu nóng và nó ra trái sớm, người ta thu xong hết rồi. Nên có nó kinh tế. Nè, những đống ủ của mình nè ha. Lót hết rồi đó. Giờ bắt đầu mình căng ngang qua mình trồng. À, trước cái rẫy tiêu mình xen một vài cây sầu riêng vô trong cái vườn tiêu, nên cây những cái sầu riêng cũ của mình á, nó giống kiểu sầu riêng hột vậy đó. À, bây giờ mình đang trồng lại. Thì vườn của mình là mình cũng chia sẻ từng giai đoạn ha. Cái giai đoạn này là mình xử lý đất xong rồi. Giờ mình đào rãnh xong rồi là mình chuẩn bị tiếp tục tới bước thứ hai là cái bước xử lý hệ thống tưới. Đây là những cái hệ thống tưới cũ của mình nè. Đây là hệ thống tưới cũ của mình, là hệ thống tưới bét đập nha. Bét đập bạch á. Hồi xưa rẫy mình không hàng lối, nên mình thiết kế cái loại bét này. Bét này thì được một cái là nó sẽ ướt đều đất. Nhưng mà nhược điểm của nó thì cỏ thì thôi rồi luôn. Giờ hiện tại mình sẽ thiết kế theo cái hệ thống tưới. Hệ thống tưới bét gốc. Là cho bên anh Hiển A Shop á, giúp mình, anh Long qua giúp á. Đó, là mình sẽ thiết kế từ đầu luôn. Thì ban đầu tiên á, là lúc mới trồng này nè, mình sẽ sử dụng cái bét là 60 lít một giờ, 60 hoặc 80 lít một giờ. Nhưng mà mình đã thiết kế sẵn á, là 3 bét luôn. Thì sau này ví dụ như mình muốn tăng cái cây lên á, cái cây lên chỉ cần 180 lít một giờ cho tới 240 lít một giờ là cái cây mình sẽ đủ nước, không phải lo tới cái chuyện nó bắn ra tới 8 mét luôn. Đó là mình phải tính cái chuyện khi mà một cây con của mình ha, cây con mình chỉ cần 60 tới 80 lít một giờ, nhưng mà mình phải tính cái chuyện là mình đường ống mình đi làm sao để sau này là mình có thể tăng lên thành 3 bét mà không phải cải tạo. Đó. À, vườn mà ông bên anh ông chú trồng tiêu. Tiêu vẫn là đam mê của mình, nhưng mà giờ này chỗ nó mình không có công lao động, mình chịu thôi. Đây nói là tiêu đợt này gặp một hai cơn mưa chuẩn bị ra hoa rồi đó. Ông chú thì nói trồng tiêu cũng đỉnh ở đây đấy. À, tiêu không có chết nhanh chết chậm gì hết trơn. Thế là đất mình xử lý xong rồi ha. Bữa giờ đang dọn dẹp đốt mấy cái này, đốt đuối luôn. Khi mà cái cây của mình á mới móc lên á, mọi người thấy để ý ha. Để ý cái cây củi này, bữa giờ mình đốt nấm hồng quá trời, nấm hồng luôn. Nấm hồng nhiều lắm. Khi mà mình mới dọn rẫy xong á, rẫy mình nó sẽ sinh ra nấm hồng nhiều lắm. Cho nên mọi người phải chịu khó xiên á, phun cái men vi sinh tí. Đây nè, nè. Đó, thấy ghê không? À. Đó, nó xuất sinh ra nấm đó. Bây giờ mình gom cây lại mới thấy được là nấm nó phát triển. Trên mấy cái đống ủ này, một là đốt đi, hai á là chịu khó là phun men vi sinh lên để cho nó mau hoa. À, hồi xưa mấy gốc cây nó to đùng. Đất móc lên hết rồi, rất là đẹp. Mà mình đã có sự chuẩn bị hết rồi. Từ phân chuồng, ủ hoa, từ vi sinh, bón lót và cây giống đã được rộng rồi. Và mình đã lắp thêm được cái hệ thống tưới, chuẩn bị lắp cái hệ thống tưới tự động, hoàn toàn bộ tự động hết, kể cả phun thuốc trừ sâu và tưới gốc ha. Thì mọi người thấy cái hiệu quả của cái việc mà dùng cái bét này nè. Cái bét này nhiều tranh cãi lắm nha, bét phun thuốc sâu trên trời á thì nó không có tưới được cái mặt dưới của cái lá đâu. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là nó sẽ rửa trôi được một số loại, như ví dụ như là xương muối, xương giá, hoặc là những cái lúc á mà mình làm xử lý không kịp á, mà mình cho nó một phần, sau đó mình xịt tay lại cải tạo thì nó nhẹ công lao động của mình hơn.
ha, cái rẫy của mình dài 20 mét mình đẩy một cái đường cặp bờ lô một cái. Ôi dồi, giờ cái rẫy nó đẹp, ba mặt tiền luôn. Nhà mình là hai mặt đường nha, giờ thêm cái mặt đường đi này của mình nữa là thành ba mặt tiền luôn. Quá đỉnh luôn. Rồi, mình chia sẻ video tới đây thôi ha. Rồi mình sẽ cập nhật cây cối của mình rồi theo quy trình mình sẽ chăm bón như thế nào định kỳ. Sau này là mình cứ một tuần mình sẽ làm từ 1 tới 2 video, mình làm gì thì mình sẽ chia sẻ đó. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha.